Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ gửi đến anh em video về một chiếc FC. Chiếc FC này là một trong những cái dòng có thể nói là đẹp nhất thuộc 7 series mà anh em vẫn tìm kiếm. Chiếc FC này của mình là một chiếc FC One Time với cái mã là FC718. Trên tay mình thì lại là một chiếc thuộc dòng Limited và nó cũng được mới được giới thiệu anh em ạ. Và chiếc này thì sẽ có mã là FC718 này. Các bạn có thể thấy cái mã đây này, FC718DGWM4H4. Một chiếc thuộc dòng Classic One Time với cái thân được mạ vàng phủ vàng 10 micron. Và chúng ta sẽ có cái mặt dial là màu gray. Chiếc này thì mới được FC ra mắt vào năm cuối 2018 đầu 2019. Và mẫu này thì sẽ có tổng cộng là 718 chiếc được sản xuất các bạn nhé. Và nó là limited 718 mà họ lấy luôn cái số 718 cho cái dòng sản phẩm này. Đây là chiếc FC718DGWM4H4. Rất đẹp đúng không các bạn? Chúng ta sẽ có mặt số được làm với mặt số là size là 42mm. Và mặt số của chúng ta được làm khá lớn với đầy đủ những cái chi tiết ở phía trong. Ở lòng trong cùng của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy một cái, đó là cái bản đồ 3D cực kỳ đẹp. Bản đồ này được làm dập nổi 3D luôn, cùng với logo FC của chúng ta được làm nổi luôn ở phía trên này. Chúng ta sẽ có các cái cọc số bằng lum ở đây và hai bộ kim của chúng ta bao gồm kim giờ và kim phút của chúng ta cũng có lum. Kim giờ và kim phút thiết kế theo dạng lưỡi giáo và kim dây của chúng ta thì được làm thanh mảnh nhất có thể. Ở ngay cái ngoài cái vòng bản đồ 3D này của chúng ta sẽ là một cái vòng tròn 24 giờ và vòng tròn này được chia thành hai màu với một màu ghi xanh nhạt và một màu là trắng. Còn ở phía ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là một màu ghi xanh đậm và nó sẽ chứa là 24 tên thành phố tương ứng với 24 múi giờ ở World Time. Các bạn có thể thấy ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có một cái sub dial và sub dial này sẽ cũng có hai lòng. Lòng trong của chúng ta là vân trải tia sunburst, còn lòng ngoài của chúng ta là lịch ngày, và lịch ngày thì được chỉ bằng một cái kim nhỏ đây. Đó. Chiếc này thì nó sẽ phù hợp với tay anh em khoảng 16 đến 16.5 trở lên, thì vì chiếc này là size 42, tuy nhiên lắc tu lắc của nó chỉ vào khoảng tầm 48mm thôi. Thì với 48mm thì các bạn tay 16 tròn hoặc là 16.5 là chúng ta có thể đeo được chiếc này. Để sử dụng chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái núm chính bên phải. Núm này hay gọi là núm quả quýt bởi vì nó làm tròn giống quả quýt và nó sẽ có các cái khía múi này, rất là đẹp. Và để sử dụng thì các bạn có thể lên cót tay, là chúng ta cứ thế chúng ta vặn từ hướng 6 giờ đến hướng 12 giờ là chúng ta sẽ lên cót tay. Các bạn có thể thấy khi mình lên cót tay thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng rõ ràng luôn. Và khi các bạn vào nấc 1 này, chúng ta sẽ có cái nấc 1, thì khi các bạn chỉnh xuôi thì chúng ta sẽ là nhảy lịch ngày. Các bạn có thể thấy ngay lịch ngày nó đang nhảy này, 12, 13 này, 14 này, 15 này. Và khi chúng ta chỉnh ngược này thì nó sẽ là nhảy cái múi giờ của chúng ta ở đây. Các bạn lưu ý là với chiếc này thì nó sẽ ăn theo cái múi giờ ở góc 12 giờ, cho nên nếu như các bạn để Việt Nam thì chúng ta sẽ để là Bangkok ở góc 12 giờ. Đó. Và bây giờ mình vào một nấc nữa thì sẽ nấc chỉnh giờ. Với cái nấc chỉnh giờ này thì nó có hacking stop function, cho nên là cái kim dây của chúng ta sẽ dừng lại. Đó, và khi các bạn xoay ở đây là 12 giờ thì các bạn sẽ đến Bangkok, nó là 24 giờ đêm. Các bạn để ý cái vòng xoay này nhé. Nó chính là vòng xoay gọi là giúp chúng ta phân biệt là ngày và đêm luôn. Đó, nếu như chúng ta để 1 giờ này là 1 giờ sáng này, thì các bạn nhìn ở trên cái vòng 24 giờ này chúng ta dễ thấy luôn là Tokyo là 3 giờ sáng, Hong Kong là 2 giờ sáng. Hay thậm chí ở đây là chúng ta có Hawaii là 8 giờ sáng này. Và bên trái này thì các bạn sẽ London là 6 giờ chiều. Nếu như Bangkok của chúng ta 1 giờ sáng thì thì thời gian nó sẽ như vậy. Các bạn sẽ tương ứng với 24 múi giờ này, các bạn nhìn thẳng luôn vào cái vòng 24 giờ nhỏ nhỏ này là chúng ta sẽ thấy. Đó, rất là đẹp và rất là dễ dùng luôn, không có gì khó cả. Và để đồng hồ chạy thì các bạn chỉ cần ấn vào là nó sẽ bắt đầu nó chạy rồi. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm như mình nói, và ở đằng sau thì là sẽ là bộ máy in-house movement của FC được lắp trên chiếc này. Bộ máy này thì là bộ máy FC718 và được base trên dòng FC700, mà nó ghi rõ đây là manufacturer FC700. Vì FC700 là cái dòng sản phẩm mà đầu tiên của FC máy in-house sản xuất. FC718 là mẫu FC700 có chứa thêm module, đó là GMT Day Night Decator và World Time. Cho nên các bạn sẽ thấy ngay. Bộ máy này thì được cấu thành bởi những cái vân là Coated Geneva và Circular Grain, cũng như là chúng ta sẽ được hoàn thiện rất là tốt với những cái
temperature screwdriver, như các bạn thấy ở đây là những cái con ốc của chúng ta được nung xanh nhiệt rất là đẹp. Và dưới này là balance wheel cũng như là cái rotor của chúng ta. Rotor được làm theo dạng skeleton, lộ hết cái phần máy ở phía dưới, và trên rotor này cũng có logo của hãng, thương hiệu, tên thương hiệu của hãng. Các bạn để ý ở đây thì chúng ta sẽ có những cái dòng chữ xung quanh này, bao gồm là Swissmade này, chống nước là 5 ATM này, Ferrique Constant Geneva này, và ở đây là Limited Edition. Trước mình đang có này là 705/718 các bạn nhé. Đây, number 705/718 đó. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và trên tay sản phẩm. Sản phẩm đang có sẵn tại shop. Đi kèm với nó là một sợi dây da cá sấu alligator màu ghi xám xanh, và màu này cũng rất là độc luôn. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập truyền thống của FC. Mẫu này thì bán chính hãng với giá là 4.395 đô, tương đương là các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 115 triệu nếu như các bạn mua chính hãng mới. Còn bên mình săn sale được chiếc này với một cái mức giá rất là tốt, và mức giá bên mình bán ra cho các bạn là 65 triệu 500. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc FC này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và trên tay sản phẩm. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.